Triệu Quân Sự hai lần trốn khỏi trại giam và hai lần bị bắt lại tại một địa điểm, đó là tại quán internet chơi game. Vậy game gì đã làm cho Triệu Quân Sự đam mê đến mức độ như vậy? Trong cuộc hành trình chạy trốn, sự truy lùng của lực lượng chức năng và nguy hiểm cả chết đến cận kề, nhưng tại sao Triệu Quân Sự vẫn có thể thoải mái chơi game một cách tập trung như vậy? Và game đó là game gì? Theo trích dẫn từ nguồn tin cầu thủ, sự đam mê đến mức nghiện ngập đã khiến game thủ Triệu Quân Sự đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Là một phạm nhân vượt ngục như là nghiện game đến mức độ khó lý giải, Triệu Quân Sự đã bị dính vào game gì trong 4 ngày đêm trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ? Đây là một trong những câu hỏi mà nhiều người thắc mắc và chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Sự bị các trinh sát tóm gọn tại một quán game internet trên đường Hùng Vương của thành phố Tam Kỳ, của tỉnh Quảng Nam. Tại thời điểm đó, Sự đang ngồi chơi game online. Một bức ảnh của báo Tuổi Trẻ chụp màn hình máy tính và Sự đang ngồi cho thấy điều này. Theo những bức ảnh của cộng tác viên báo Tuổi Trẻ chụp lại, màn hình máy tính của Triệu Quân Sự ngồi chơi đóng mở hai cửa sổ, một cửa sổ game và một cửa sổ trình duyệt mạng. Chiếc cửa sổ trình duyệt mạng cho thấy Triệu Quân Sự đang vào Facebook, một phiên bản mới. Anh ta đang nói trò chuyện với một cô gái nào đó. Và ngoài ra, Sự cũng đang Google thông tin về Triệu Quân Sự ở tab tìm kiếm. Đặc biệt, ở cửa sổ game nằm ẩn ngay phía sau, ta dễ dàng nhìn thấy giao diện của một game 3D. Phía trái cửa sổ là map Bắc Thalakaman. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là giao diện của game Skin Road Online, con đường tơ lụa. Đây là một tựa game online đời cũ ra đời khoảng năm 2005, là một trong những game online tồn tại dài và lâu đời nhất ở Việt Nam. Với cộng đồng game thì đây là một trong những người có thể chơi trung thành và lượng người chơi tâm huyết và ổn định. Con đường tơ lụa online, Skin Road Online, là một trò chơi trực tuyến do nhiều người chơi, do Zomax của Hàn Quốc phát triển và phát hành. Cộng đồng con đường tơ lụa online thường gọi tắt của game đó chính là SRO. Đây là một trò chơi lấy bối cảnh con đường tơ lụa huyền thoại trong lịch sử khoảng thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, tuyến giao thông thương mại lớn nhất thời cổ đại giữa Trung Quốc và châu Âu. Tại Hàn Quốc, Việt Nam và một số nước khác, trò chơi được phát hành theo hình thức F2F, tức là Free to Play, chơi miễn phí, nhưng có bán các vật phẩm hỗ trợ trong game bằng tiền thật. Và người chơi có thể mua và nạp thẻ hoặc nạp tiền bằng tin nhắn SMS để mua skin, rồi dùng skin đó để mua đồ trong item mall. Còn tại Việt Nam, game này có tên là Con đường tơ lụa online do VDC và Net2E phát hành. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin ở kênh YouTube. Nếu quý vị và các bạn thấy bản tin hay và ý nghĩa thì đừng quên click vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất, thú vị nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.